lâu ngày gặp lại. Tôi anh với lệ qua đây đứa nào cũng thành đạt hết. Nhà cao cửa rộng hết. Mà chẳng những tụi mình thành đạt mà giờ con cái mình nó cũng thành đạt luôn. Nhỏ anh lúc này sao rồi? Nói thiệt với ông nghe, tôi mà nói chuyện đến con cái là tôi rất hãnh diện. Thằng con trai tôi mới lấy bằng tiến sĩ. Vậy hả? Ừ, làm trưởng phòng của một công ty kinh doanh. Rồi lắm. Mà cái đặc biệt quan trọng là nó đã chọn được một con nhỏ. Tôi thấy đẹp rồi, đẹp nết lắm ông ơi. Đó, tôi dòm lần đầu là tôi biết con nhỏ này phúc hậu. Mà cái điều đặc biệt á, nhỏ này thương nó lắm. Vậy hả? Ừ, tôi thấy vậy á, tôi mới dặn nó. Con á, là không được quen ai khác. Quen ai khác á, là ba tính con liền đó nghe chưa. Mà nó cũng thương con nhỏ lắm. Vừa rồi sinh nhật con nhỏ nè, mới mua tặng cho con nhỏ chiếc vé. Vậy à? $10,000 chứ ít đâu. Trời ơi, chúc mừng anh. Gia đình anh vậy là hạnh phúc quá rồi. Ừ, anh nói vậy thôi chứ tôi nghe nói con anh cũng ngon lành lắm. À, phải không? Thì không giấu gì anh. Ừ, thì con tôi thì nó cũng quen được nhỏ cũng, nói chung là tôi ưng ý lắm đó, thấy chưa? Đẹp người đẹp nết. Ừ, tôi chấm lắm. Tôi nói thẳng với con tôi luôn à, con á quen cô này là phải lấy người ta đàng hoàng. Đúng, ba chấm cô này rồi. Ừ, con mà lén phén cô khác là còn chết với bà. Đúng luôn. Nó nghe lời tôi làm như nó hiểu ý tôi hay sao. Mới đây nè, nó tặng con nhỏ cái cửa hàng điện thoại, mở cho con nhỏ cái cửa hàng bán điện thoại ngay mặt tiền đường luôn. Ừ, bởi tôi nói mình đã ở đàng hoàng, con mình có phúc vậy á. Ừ, hay lắm ông ơi, tụi nhỏ giờ nó làm vậy là đẹp lòng đẹp nết mà cha mẹ cũng vui đúng không? Ừ, sao sao quà rồi. Tụi tôi con trai tụi tôi vậy rồi con gái ông sao phải kể cho tụi tôi nghe chứ. Gì sao thở ra vậy? Vậy mấy anh có phước ghê, con cái làm mấy anh hạnh phúc, còn con gái tụi nó hư quá mấy anh ơi. Sao vậy? Ủa sao mà hư anh? Nó cặp bồ tùm lum hết trơn. Rồi anh nói với nó làm sao không? Nói cái gì? Mới đây nè, có hai thằng. Thằng tặng cho nó chiếc BS, thằng mở cho nó cửa hàng điện thoại mới ghê. Hả?